Xin các bạn, mình là Chen đến từ Chen Music và ngày hôm nay thì Chen sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Atari của Đài Loan có tên là Ego. Thì đây là dòng sản phẩm máy khói và nước khói có khả năng khử trùng và diệt khuẩn. Thì khi mà nhắc đến máy khói thì tiêu chí đầu tiên mà mọi người luôn đặt ra đó chính là độ an toàn về sức khỏe cũng như là độ an toàn khi sử dụng thiết bị. Thì Ego chính là dòng sản phẩm ra đời để có thể đảm bảo an toàn cho mọi người nhờ vào tính năng khử trùng và khử khuẩn. Và khói của Ego khi mà tạo ra có khả năng khử trùng, khử khuẩn và làm sạch, tạo ra một lớp bảo vệ trên bề mặt, ngăn ngừa sự sản sinh của vi khuẩn với lại dung dịch FLE hoàn toàn mới. Thì dung dịch này có thể làm sạch đến 99.99% các loại vi khuẩn như là E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, C. applicans và A. brasiliensis. Thì chai dung dịch tạo khói FLE này là chai dung dịch được cấp giấy chứng nhận bởi cơ quan thí nghiệm Superlab. Thì Superlab là một phòng thí nghiệm chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và hỗ trợ thử nghiệm các sản phẩm để được chứng nhận giới thiệu trên thị trường và xuất khẩu tuân thủ theo các luật quy định của EU cũng như là các luật quy định khác quốc tế giống như là FDA, ICS, EPA, US EPA, ISO, OECD và các quy định về REACH. Thì ở trên bàn của mình hiện tại đang là thiết bị máy khói AG, mã AG20. Thì dòng sản phẩm Ego này nó có rất là nhiều mã khác nhau phù hợp với lại nhiều kích thước, phù hợp với lại nhiều môi trường không gian sử dụng khác nhau. Thì đối với lại cái mã AG20 này thì nó khá là nhỏ gọn và bạn có thể dùng để khử trùng ở trong phòng ngủ, phòng làm việc, phòng học hoặc là ở trong xe hơi. Còn nếu như mà mình muốn sử dụng để khử trùng ở những cái không gian to hơn như là hội trường hay là những cái khán đài thì mình cần sử dụng những cái mã cao hơn để có thể phù hợp với lại không gian sử dụng của mình. Và như các bạn có thể thấy ở video trước thì độ làm sạch của máy khói AG20 và nước khói FLE05 đã được kiểm tra qua cái thiết bị kiểm soát vệ sinh Clean Tray. Và bây giờ thì Chen sẽ để hai tấm hình ở đây để các bạn có thể so sánh trước và sau khi mà sử dụng máy khói AG20 cùng với lại nước khói FLE05 nha. Thì ở bên trong cái bộ sản phẩm của AG20 thì chúng ta sẽ có bao gồm là đây một cái đầu máy khói, đây là cái máy sẽ xịt khói ra, một cái cục pin sạc như thế này. Thì mình chỉ cần sạc pin cho đầy cái cục này thì mình có thể sử dụng được một hen khá là dài. Một chai nước khói FLE05 dung tích là 500ml và một cái bộ pin sạc, một cái bộ sạc cũng như là sách hướng dẫn sử dụng. Thì khi mà các bạn đã sử dụng hết cái chai nước khói có sẵn ở trong thùng thì các bạn có thể đến với lại Chimusic để mua riêng những cái chai nước khói trong cái series của Ego. Đó là những cái bình nước khói như thế này. Thì ở trong một cái hộp này chúng ta sẽ có 6 chai nước khói giống như vậy, và dung tích nó cũng là 500ml để có thể sử dụng. Để lắp đặt và sử dụng thiết bị này thì đầu tiên mình cần sạc đầy cục pin của cái bộ sạc của Ego ở đây, và sau đó thì mình chỉ cần đặt cái máy khói của mình lên ở trên thiết bị này. Và ở đây mình có một cái chốt, các bạn chỉ cần ấn vào để khóa cái máy khói với lại cái bộ sạc như thế này là bạn đã thay sử dụng được. Thì thiết kế của máy khói AG20 khá là nhỏ gọn, nặng chỉ khoảng 8,5kg. Sau khi mà các bạn đã lắp ráp được phần máy khói với lại phần pin sạc ở dưới đây thì các bạn chỉ cần cho nước khói vào ở bên trong cái bình chứa ở đây và bật công tắc ở đằng sau. Sau đó thì các bạn chỉ cần đợi cho máy khói nóng lên là có thể xả khói và khử khuẩn ở trong cái phòng của mình.
Và mình là Chen đến từ G-Music. Nếu như các bạn đang muốn tìm một thiết bị máy khói để có thể vệ sinh khử khuẩn, khử trùng và ở trong ngôi nhà của mình hoặc là văn phòng đặc biệt, trong xe hơi để đảm bảo cho an toàn sức khỏe của bạn, thì bạn có thể đến với G-Music để tìm hiểu và sở hữu cái máy khói mã AG20 này. Ngoài ra thì ở đây mình cũng có rất là nhiều loại máy khói khác nhau để phù hợp với lại nhiều không gian và nhu cầu sử dụng. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại máy khói tại G-Music, các bạn có thể đến với lại địa chỉ số 649 Điện Phủ, phường 1, quận 3 và tìm hiểu thêm về những sản phẩm này. Một lần nữa, mình là Chen, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.